그러네. Trời ơi, sợ đọc chở hết cả trong mình à. Xinh xò chưa? Xinh xò chưa? 5 cây, 5 cây xong cũng như gì? V9 là bản màu mới của Mirzy. Và V4 và V6 là bản màu cũ của Mirzy. Mọi người mà ai mà chưa check cái bản màu mới của Mirzy thì nên check đi nha, trời ơi, siêu đẹp. Rất là basic và rất là hiện đại. Focus. Mercy. Thực ra thì cái này là Hope đặt cho mình, tại vì họ đang sale nữa, cho nên là mình mới order cho các bạn ở Việt Nam xa xôi. Yeah.
Hello, xin chào mọi người. Hồi nãy thì mình có đi ra hội quán sinh viên của trường để học. Thì mình đi lúc hồi trưa có tầm 2 giờ. Thì mình ở đó xong đói bụng. Thì mình đã vào E-Mart mua một cái burger như thế này. Cái burger này chỉ giá 2.000. Và mình đã ăn xong cách đây 10 phút. Nhưng mà vấn đề là nó không đủ. Một cái burger không đủ. Thế cho nên là mình đã quyết định ăn thêm một cái bánh mì nữa. Vì sự nghiệp thân hình Lisa cho nên mình sẽ không ăn nhiều nữa đâu, mình chỉ ăn một cái bánh mì và cái này nữa ta, cái này thịt gà. Mình mua rất là nhiều cái hộp đồ ăn sẵn như thế này của Otuki, rẻ lắm so với lại mức sống ở Hàn Quốc thì cái này rất là rẻ. Tầm 1.000 mấy mình qua rồi. Ăn một bữa ăn trung bình ở đây thì chắc là 5.000, tầm 5.000 trở lên. Vị cũng ok. Mà rẻ nữa. Vì sự nghiệp thân hình Lisa chỉ ăn 4 cục thôi. À không, 5 cục. Yeah. Cho một chút sauces. Năm cục thôi là đủ rồi. Vì sự nghiệp thân hình Lisa. A few moments later. I'm back with my food. Yeah. Update gì thôi. Không có gì. À. Tiết lộ cho mọi người biết. My life. Một sáng kiến vĩ đại của cuộc đời. Nước chanh. Nước cốt chanh. Yes. Mùi rất là giống chanh thật. Sự. Biết họ làm bằng gì nhưng mà ăn rất là trời ơi, không thể nào mà chê được luôn mọi người. Yeah, bây giờ mình enjoy my food.